Đây là bài phát thanh xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, giới thiệu ngày hội Internet với phụ nữ. Bà con và các bạn thân mến, vào 14 giờ ngày 24 tháng 8 tới đây, tại xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh sẽ diễn ra sự kiện Internet với phụ nữ. Đây là một sự kiện thuộc khuôn khổ dự án nâng cao khả năng sử dụng máy tính và truy cập Internet công cộng tại Việt Nam do quỹ Bill & Melinda Gates tài trợ. Trong điều kiện đất nước đổi mới và phát triển, vị thế và vai trò của người phụ nữ được nâng cao lên rõ rệt. Bình đẳng giới ngày càng được chính quyền các cấp trung ương ở địa phương càng ngày càng quan tâm. Ở nông thôn, vai trò của người phụ nữ càng thể hiện rõ khi họ chiếm số đông trong dân số cũng như trong lực lượng sản xuất. Vì phụ nữ ở nông thôn hầu như phải làm nhiệm chính các công việc trồng trọt, chăn nuôi, nội trợ gia đình. Trong gia đình và nam giới là làm yên xe, mà công việc đồng án, nghề phụ đều dồn lên vai người phụ nữ. Đặc biệt, tác động của sự chuyển đổi kinh tế công nghiệp hóa đối với phụ nữ và nam giới rất khác nhau. Trên các gia đình ở nông thôn có một sự phân công lao động phổ biến theo khuynh hướng vợ ở lại ở nhà, chồng rời gia đình đi nơi khác trong môi trường lao động tiên tiến hơn. Thu nhập bình tiền mạch dẫn đến việc phụ nữ ở nông thôn dễ bị tụt hậu so với nam giới trong quá trình cải cách kinh tế và công nghiệp hóa. Bởi vậy, nhiều phụ nữ ở nông thôn hiện vẫn nhiều nói